Võ Lâm Chí Tôn bảo đeo đầu long, võ sư Cường Nguyễn tái xuất giang hồ. Hôm nay chúng ta sẽ Cường Nguyễn sẽ biểu diễn cho các bạn một pha võ thuật thật là kinh cơm, kinh điển của anh. Anh đã hô phong hoán vũ và gọi mây đến để thực hiện bài Võ Lâm Chí Tôn của anh. Thật đẳng cấp cho một võ sư. Võ sư của chúng ta, võ sư đang thể hiện cho quý khán giả biết trình độ võ sư. Hôm nay là võ sư là làm mây làm gió. Đứng ngoài nó cũng ảo không? Ảo chứ. Mình đứng ngoài thì cần bùa để xông vào đúng không? Mưa rông gió bão, võ sư Cường Nguyễn tái xuất giang hồ. Đẳng cấp của anh. Mình biểu diễn bốc lửa của anh thật là đẳng cấp. Trong đây rất nhiều lửa. Em ốm đi, đéo nói được anh cậu. Rất chìa đẹp trai. Múa giỏi, võ giỏi. Quay lên mặt đi. Cường Nguyễn với Thanh ỉ thiên đầu long ký. Đến lượt em chứ. Tất cả, tiếp tục. Hùng MC, Hùng DZ của chúng ta. Giờ đây em. Đá cao quá. Đừng hít thở cho không khí trong đấy. Kinh mồ mẹ. Ra đi không?